Xin chào tất cả các bạn trên diễn đàn cũng như là các bạn đang học công nghệ thông tin, và nhất là chúng ta đang thời kỳ cách mạng công nghiệp hóa công nghệ thông tin. Thế thì bài học hôm nay tôi tiếp tục cái bài hôm trước. Tôi tiếp tục bài hôm trước đó là đại số quan hệ. Đại số quan hệ. Trên các quan hệ quan hệ ở đây là các quan hệ thuộc tính. Thế thì môn học này giúp chúng ta có thể tổ chức các lược đồ dữ liệu một cách tốt nhất. Các bạn chủ động trong các việc thiết kế cơ sở dữ liệu đúng với mục đích yêu cầu của mình. Những bạn đã kinh qua cái môn học này ở các trường đại học thì chúng ta phải nắm bắt rõ được thế nào là quan hệ đại số trên các tập thuộc tính. Rồi sau đó chúng ta phải hiểu được ngôn ngữ SQL. Ngoài ra thì chúng ta phải hiểu được tính chất phụ thuộc hàm, các định lý, định nghĩa, và từ đó chúng ta đưa ra được các chuẩn để làm sao không dư thừa dữ liệu. Phần 1 ở đây tôi muốn nói rằng là trên các tập thuộc tính thì nó có gọi là cái quan hệ trên tập thuộc tính, thì ở đây người ta đưa ra là phép toán đại số. Thứ nhất là phép toán hợp. Phép toán hợp, giả sử ta có hai quan hệ sau: R phải S, trong đó R bằng A1, bằng R của A1 nhé. Tôi xóa này đi, tôi viết lại cho đẹp, các bạn viết cùng giống tôi. R bằng trên cái tập L lớn này này là A1, A2, phẩy phẩy chấm chấm AN. Rồi tập B, tập S chính là bằng R trên cái tập B1, B2 trên nhé, B2 chấm chấm BM. Thì phép toán thứ nhất là phép toán hợp. Thì sẽ bằng L hợp với S chính là bằng tập là có dạng A1, có dạng nhé, A2 chấm 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 AN phẩy B1 B2 chấm 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 BM. Nhưng mà nếu mà B1 trong đó A, trong đó có AI trùng BJ thì ta gộp thành một. Đấy, nếu ta có tồn tại AI trùng với BJ thì ta gộp lại. Nói một cách khác, là R hợp với S sẽ bằng tập các bộ T sao cho T có thể thuộc R hoặc T thuộc S. Đấy nha, chúng ta chú ý là hoặc này. Hoặc là biểu đồ Venn chúng ta có phép hợp sẽ lấy hết cả hai tập. Đó. Tôi lấy ví dụ. Ví dụ 1. Ví dụ 1. Tôi có R của ABC và đây là S cũng của ABC. Trong đó R là bằng các bộ T như sau: A1, vì viết bằng chuột cho nên nó hay bị méo,
Các bạn thông cảm cho tôi một chút. Để tôi điều chỉnh lại cái bút sao cho nó dễ viết. Rồi. Tôi có này. A1, phẩy, B1, C1. Rồi A2, B2, C2. Đây là phẩy nhá, viết vào nó dối, tôi ghi ra. A2, B1. Xin lỗi, đây là B1. Còn đây là A2, B2, C1. Còn bộ bên này là A1, B1, C1, A2, B2, C2. Đấy. Thì bây giờ bộ của chúng ta ra sao? Ta được cái bộ kết quả là R hợp với S sẽ bằng một cái bộ chung là có A1, B1, C1. Đây hai bên cùng có đưa vào. Tiếp theo hai bên khác nhau ta đưa vào. A2 B1 C2 A2 B2 C1 và A2 B2 C2. Đây phép hợp chúng ta được các bộ T hay mỗi một bộ chính là bằng một records. Đấy. Đấy, mỗi một bộ là một bản ghi đấy hay một hàng. Đấy là phép toán hợp. Bây giờ chúng ta sang phép toán giao. Ý hai là phép toán giao. Phép toán giao R mà giao với S chính là bằng các bộ T sao cho T thuộc S, T thuộc S nhé, và T thuộc R. Đó. T thuộc S và T thuộc R. Vậy thì ta sẽ có kết quả như trên. Qua kết quả của giả thiết trên, ta sẽ có R giao với S chính là bằng các bộ như sau. Ở đây hai bên đều khác nhau. Chúng ta quay lại nhìn này. Nhìn ở trên chúng ta nhìn thấy có A1, B1, C1, A1, B1, C1. Còn chỗ này là riêng, riêng. Ta bỏ đi. Vậy thì kết quả chúng ta sẽ bằng là A1, B1, C1. Đấy. Được một bộ bằng T. Đúng chưa các bạn? Rồi. Bây giờ ta sang phần 3 là phép trừ. Phép trừ là nếu ta có R ta trừ đi S thì chính là bằng bộ T sao cho T thuộc R nhưng T không thuộc T thuộc R và T và T sẽ không thuộc S. Chúng ta chú ý nhé. T không thuộc S. Vậy thì ta quan sát ở trên. Ta thấy này. A2 ta chỉ lấy phần đấy thôi, còn T không thuộc S thì chúng ta thấy này, A2 B2 C2 thuộc S, A1 B1 C1 thuộc S. Nhưng ở bên này A1 B1 C1 A nó thuộc S, nó nằm bên này. Vậy chúng ta chỉ còn A2 B1 C2. Kết quả là A2 B1 C2 bằng A2 B1 C2 và cái nào nữa? Đây, A2 B2 C1. A2 B2 C1. Đó. Đó là phép trừ.
Bây giờ chúng ta sang một phép quan trọng trong toán đại số, thì chúng ta sang phép 4 là phép chiếu. Phép chiếu trong cơ sở dữ liệu chúng ta ký hiệu là phép là chữ pi lớn. Chiếu lên một tập x trên quan hệ R. Trong đó R là sẽ bằng R ở đây nhé. Tôi viết lại ký hiệu cho nó dễ. Trong đó R lớn là A1,B1. À, như thế thì nó không hay lắm. Tôi cho A hết đi. Rồi, bây giờ nó sẽ là A1, A2, A3, phẩy phẩy, AN, đúng không? Thì x ở đây sẽ bằng là AM1, AM2, AM3, AMM. Đó, tôi ví dụ như thế. Thế thì AM1, AM2 đó là những cái phần tử nằm trong cái tập lớn này. Ta trích ra ở bất kỳ vị trí nào, nhưng mà tính từ trái qua phải, ta xếp cho nó thứ tự. Thế thì cái nào mà bên trái nhất ta xếp vào đây, xong thì thứ nhì, thứ hai, thứ ba tiếp tục. Đấy. Thì tập x nó nhỏ như vậy, vậy thôi, nó nằm ở trong tập này. Đấy, nằm trong tập này. Các bạn chú ý nhá. Đấy gọi là phép chiếu. Vậy thì phép chiếu nó sẽ đưa ra như 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 thế nào? Ví dụ ở đây tôi có này. R bằng A B phẩy C phẩy D. Đấy. Bây giờ x cụ thể là bằng A phẩy B. Tức là phép chiếu chẳng qua là phép lấy đi, bỏ đi các phần tử ở các thuộc tính không thuộc tập chiếu, nhưng không được lặp lại nhá. Chú ý, các bạn chú ý là bỏ đi những các thuộc tính không thuộc tập chiếu nhưng không được lặp lại. Bỏ đi này, bỏ đi các thuộc tính đấy, bỏ đi các thuộc tính không thuộc x nhưng không lặp. Đấy. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là AB, tôi viết lại cái phần này có các tập mà có các bộ như sau: A1, B1, C1, D1, A2, A1, B1, C1, D2. Ở đây tiếp A2, B2, C2, D2. Tiếp ở đây A2, B2, C3, D3. Thế thì chiếu lên đây này, các bạn nhìn thấy này, chỗ này là A1, B1, A1 có A1 ở hai 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 bộ, A2 cũng ở hai bộ, B1 cũng ở hai bộ, B2 ở hai bộ, nhưng nó chỉ khác thuộc tính này thôi. Vậy thì khi ta bỏ đi, ta sẽ được là phép chiếu pi chia trên tập x của R sẽ bằng A1 phẩy B1 và A2 B2 thôi. Đấy. Phép chiếu tức là nó làm gọn lại, không lặp và bỏ đi những các thuộc tính nằm ở C và D. Các bạn chú ý nha, đây là phép chiếu. Khi mà chúng ta chưa hiểu bản chất của nó, ta nhìn vào trong cơ sở dữ liệu ta rất là khó. Đấy. Và từ đây thì chúng ta sẽ tiến đến phần tiếp theo, đó là phụ thuộc hàm. Các định lý về phụ thuộc hàm. Rồi đến các chuẩn.
N1, N2, N3, N-boy, coach. Đấy. Chuẩn này là cái chuẩn quan trọng. Và từ đó chúng ta suy ra là gì? Chúng ta phải học là các phép rút gọn, tránh dư thừa dữ liệu. Và các bạn chú ý ở đây A1, A2, B2 vân vân, nó giống như trong cái bảng bảng lương của công nhân này, gồm có họ tên, số thứ tự, ngày tháng năm sinh, rồi bậc lương, phụ cấp, chức vụ. Thì còn bảng học sinh thì có là họ tên, danh sách của lớp vân vân, họ tên này, điểm điểm thành phần, điểm học kỳ vân vân. Thì đấy chính là các thuộc tính giống như đại diện ABC đó. Đấy. Vậy tôi chữ thì nó hơi xấu nhưng mà các bạn vẫn nhìn được. Vậy thì qua bài học này tôi hy vọng các bạn sẽ theo sát các bài tập mà các bài học và các bài tập tôi cho, để các bạn trở thành những chuyên gia thiết kế cơ sở dữ liệu một cách tốt nhất mà không phải phụ thuộc vào partner hay là bộ phận khác phải thiết kế cho mình, xong rồi mình mới ngồi sử dụng connect PDO hoặc là connect Lee hoặc là connect database để chúng ta truy vấn vào. Chúng ta phải chủ động cả đấy nữa, bởi vì sau này biết đâu các bạn trở thành những người thiết kế phần mềm, các bạn chủ động và đứng ra làm được các dự án một cách độc lập, thậm chí trở thành một người gì, một người chuyên gia thiết kế phần mềm. Đấy. Vậy bài học hôm nay tôi chúc các bạn là học kỹ bài học của tôi và nhớ theo dõi và subscribe cho tôi trên trang kênh YouTube, hay chúng ta gọi là YouTube đấy, để làm sao cho kênh cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển, cũng là cái nguồn động viên cho tôi, bởi vì tôi dạy các bạn đó là truyền cảm hứng, truyền cảm hứng để chúng ta nắm rõ được. Thế còn cái chuyện mà dạy như là MVC hoặc là CMS hoặc là những cái gì liên quan đến backend ấy, thì sau này tôi qua các bài học này tôi sẽ giảng dạy cho các bạn để làm sao mà chúng ta học tất cả các lệnh truy vấn khó nhất và dễ nhất, rồi các phép lồng các bảng với nhau, truy vấn left, rồi truy vấn right, rồi truy vấn inner vân vân. Ngoài ra thì chúng ta có halving, rồi sort, sắp xếp vân vân. Tiếp theo thì trong tương lai tôi sẽ dạy các bạn về cái phần biểu thức chính quy để chúng ta có thể làm các phép so sánh, rồi phép nghĩa là người ta có thể sử dụng nó để kiểm tra mật khẩu, kiểm tra tên có đúng không vân vân. Đấy cũng là một cái những cách. Đấy. Và quan trọng nhất là cái file cuối cùng là file htaccess này. Đấy, cái file này quan trọng lắm. Nó làm điều phối trang web của mình. Nếu mà các bạn lập trình cơ bản thì các bạn không cần cái này. Nhưng mà web của chúng ta chạy thì còn lâu nữa đã lên trên top 1. Lên trên top, trên Google ấy. Và thậm chí là cái lỗ URL này nó dễ xảy ra. Hacker nó xâm nhập vào. Đấy. Là chúng ta còn phải dùng các lệnh như là HTML, space char, rồi vân vân, để chúng ta còn bỏ đi, lược bỏ đi những các ký tự gạch chéo quan trọng như vậy. Đúng không? Vậy tôi xin chào các bạn nhé, chúc các bạn thành công.